Hôm nay ngày 30 tháng 4 năm 2022, tôi hận lắm. Tôi xem đây là cái ngày quốc hận. Toàn dân hận, chứ không phải riêng cá nhân tôi hận. Đồng bào ở hải ngoại hận, đồng bào ở trong nước hận. 30 tháng 4, đồng bào trong nước cũng biểu tình triền miên thôi. Những người dân oan đã kéo đến trụ sở tiếp dân số 1 Ngô Thời Nhậm biểu tình. Những người dân oan mất đất, mất nhà, mất cửa. 46 năm qua, bây giờ là năm nay là năm thứ 47 rồi. Tôi hỏi bạn chứ ngày 30 tháng 4 này bạn vui lắm sao? Mà mỗi năm bạn cứ tổ chức lễ ăn ngày chiến thắng Linh Đình trong suốt 64 năm qua. Trong khi bạn chiến thắng thì toàn dân tộc Việt Nam đang thất bại, đang sống trong nghèo đói, ngu dốt và mất hạnh phúc bởi sự cai trị của bọn chiến thắng này. Và người dân hôm 28 tháng 4 vừa qua vẫn tiếp tục biểu tình xuống đường để đòi đất. Hàng triệu dân oan khắp 63 tỉnh thành. Cái chế độ cộng sản tàn ác tàn độc này đã làm hại cả một cái dân tộc Việt Nam. Năm nhục nhã cho những thằng tồi bại, đê tiện nhất, khi nó ăn mừng chiến thắng, giết được người anh em, giết người, được người đồng bào của nó. Thưa quý anh chị em, ở bên Mỹ cũng có cuộc nội chiến như vậy. Nhưng mà sau khi mà tướng Grant là tướng mà chiến thắng đó, tướng Grant bắt tay với tướng Lee là tướng thua trận. Và họ biết ôm nhau, thương nhau. Họ không bắt tù một người nào. Họ còn cho binh sĩ của bên thua trận thức ăn, thực phẩm và cho ngựa và cho cả tiền bạc để trở về với quê hương để mà xây dựng nên nước Mỹ hùng mạnh ngày hôm nay. Họ không có trả thù bất cứ một ai mà họ là những người gọi là khác nòi giống, khác dòng máu với nhau. Quý anh chị biết nước Hiệp Chủng Quốc mà, nó là gọi là đa chủng quốc, biết bao nhiêu dân tộc ở sống ở trên nước Mỹ, họ là không có phải cùng dòng máu. Nhưng mà như Việt Nam của mình, Việt Nam của mình là mẹ sanh ra 100 con cùng trong một bào thai, trong cái huyền thoại như vậy mà họ đối xử tàn nhẫn với những người anh em của mình. Họ giết người anh em của mình, họ bỏ tù người anh em của mình, hàng triệu người quân dân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa. Họ chiến thắng trên xương máu của đồng bào mình. Họ hãnh diện gì mà họ cứ ăn mừng chiến thắng người là 46 năm qua. Tức chứ, tôi rất là quốc hận cái ngày gọi là chiến thắng này. Họ không thể nào mà ăn tiếp tục ăn mừng chiến thắng trên xương máu của đồng bào mình. Lỗi đây đó là ở nhà cầm quyền phản quốc. Lỗi đây ở nhà cầm quyền độc ác mất dạy. Chứ không phải lỗi tại người đồng bào mình. Không phải lỗi tại người đồng bào hải ngoại gọi là tưởng niệm ngày quốc hận tháng tư đen. Nếu những nhà cầm quyền, những nhà mà người mà chiến thắng đó, họ biết đưa ra những cái chính sách mà tốt đẹp cho người dân thì chẳng ai chống đối họ. Cái lỗi nhà cầm quyền chứ không phải lỗi tại dân. Nhà cầm quyền coi dân là thù địch,
họ bắt tất cả những người yêu nước như là chị Cấn Thị Thiêu, anh Trịnh Bá Phương, anh Trịnh Bá Tư, chị Nguyễn Thị Tâm. Vừa rồi rồi còn họ còn bắt thêm anh Lê Trọng Hùng nữa. Một cái chế độ mà khốn nạn như vậy, một cái chế độ mất dạy như vậy, một cái chế độ mà độc ác như vậy, bắt giam tất cả những người yêu nước như vậy, thì cái chế độ này xứng đáng tồn tại không quý vị? Tại do chính sách của nhà cầm quyền quá độc ác, thành ra ngày hôm nay nó như vậy đó. Toàn dân phản đối, toàn dân hải ngoại, toàn dân ở trong nước, ở ngoài nước, người dân hải ngoại là cũng là đại diện cho những người dân ở trong nước. Ở trong nước họ bị áp bức thì họ phải đi ra hải ngoại thôi. Hàng trên 2 triệu người đã vượt biên vượt biển để mà họ tìm cái đời sống mới. Chưa có thời đại nào mà người dân phải bỏ nước ra đi như vậy, mà họ còn đi ở trong thùng nữa, đi trong thùng chết lạnh nữa mà họ vẫn tiếp tục đi. Vậy là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam này có xứng đáng tồn tại không? Họ cai trị bằng chủ nghĩa rồi là độc tài sắc máu, bởi vì người dân mới ra đi như vậy. Nếu mà nhà cầm quyền biết yêu nước thương dân, tự nhiên dân yêu mến nhà cầm quyền. Nhà cầm quyền thù địch với dân thì tự nhiên người dân phải thù địch lại, lẽ dĩ nhiên rồi. Hôm nay đây tôi muốn từ nay bọn chiến thắng mang rợ kia hãy dừng ngay những cái trò ăn mừng 30 tháng 4, ăn mừng thô bỉ và nhục nhã trên máu, trên xương của đồng bào mình. Thì 28 tháng 4 vừa qua, một số gọi là đồng bào khắp 3 tỉnh thành, 63 tỉnh thành đã kéo đến số 1 Ngô Thời Nhậm để mà biểu tình đây. Đã đảo những tên độc tài Nguyễn Phú Trọng, đã đảo độc tài Nguyễn Xuân Phúc. Đã đảo Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng. Đã đảo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đã đảo Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Tô Lâm là cái tên mà ăn mấy miếng thịt bò mà phải trả 51.000 đô la, ăn trên xương máu của đồng bào. Đã đảo tên Nguyễn Ăn Xô, Tô Ăn Xô. Đã đảo hai tên Tô Ăn Xô và Tô Lâm ăn thịt bò trên xương máu của đồng bào mình, 51.000 đô la một bữa ăn, mà vẫn còn tồn tại, vẫn còn làm Bộ trưởng Công an. Đã đảo Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Phú Trọng ký bằng khen cho công ty Việt Á để mà giết dân, giết trên 40.000 người dân, mà Nguyễn Phú Trọng vẫn còn tại vị. Mày ở tỉnh nào nhỉ? Bắc Giang. Suốt 14 năm 6, 46 năm qua là đồng bào vẫn tiếp tục biểu tình. Biểu tình gọi là khắp nơi 63 tỉnh thành. Một cái chế độ gì mà gây thù cho người dân như vậy? Hãy bỏ ra
phải bỏ đi những vụ mà cướp đất của người dân. Người dân phải có là quyền làm chủ đất đai của mình, chứ không phải người dân chỉ có được quyền sử dụng cái đất đai của mình. Chưa có một cái thế giới nào mà quốc gia nào mà có cái gì vụ mà người dân không được quyền làm chủ cái đất, làm chủ cái đất của mình, mà phải được, chỉ có được quyền sử dụng là làm sao? Một cái đảng ăn cướp đất đai của người dân. Bởi vì 63 tỉnh thành người dân đều biểu tình xuống đường hết, người dân đều là dân oan, cả nước là dân oan. Người hải ngoại cũng là dân oan, những người hải ngoại cũng là dân quan, cả nước là dân oan. Thì tôi nghe những cái cảnh nhân oan này đó, biết bao nhiêu năm rồi, biết bao nhiêu năm rồi mà vẫn tiếp tục như vậy. Nhà cầm quyền phải thay đổi, nhà cầm quyền phải theo ý dân. Mày cầm mày dọi vào người ta nhá, cầm như thế này nhá, từng đụng vào đây này, lấy cái biển nhựa từ đầu đến chân. Đây là vào đó, đó đây rồi, chị nói đây, cầm đây, dọi đây. Đó, để giờ cả bạn cái đầu ha. 30 tháng 4 những biểu ngữ như vậy. Nhà cầm quyền thì đưa ra những chính sách mà toàn là những cái chính sách ăn cướp của người dân không à. Thì nói người gì sao mà người dân không biểu tình? Toàn là thứ ăn cướp của người dân không à. Bảo nó cầm đứng xa ra cho nó lấy biểu ngữ thì nó cứ giơ lên đầu. Ê, cho em hỏi công việc của em bắt đầu từ đâu ạ?